Trước những biến động mạnh mẽ trong hệ sinh thái truyền thông, báo chí không thể đứng ngoài cuộc mà phải chủ động tìm lời giải cho những thách thức khốc liệt để tồn tại và phát triển. Thực hiện tốt hơn sứ mệnh của mình, chuyển đổi số là xu thế và báo chí cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Trong bối cảnh kỷ nguyên số với rất nhiều sự thay đổi về công nghệ nói chung, thay đổi công nghệ làm báo, thay đổi hành vi của độc giả, khán thính giả, chúng ta không có cách nào khác là phải tích cực số hóa. Khi chúng tôi nói về chuyển đổi số thì chúng tôi khẳng định là này, chuyển đổi số không phải nói về công nghệ, chuyển đổi số nói về tư duy. Cho nên mua thêm máy móc, mua thêm phần mềm không có nghĩa là chuyển đổi số là vì vậy. Chúng ta phải thay đổi tư duy về cái quy trình sản xuất, tạo ra được giá trị riêng của mình và thúc đẩy được cái giá trị riêng, như vậy thì nó sẽ tạo ra bản sắc riêng. Phải có nội dung, phải có công nghệ và sự sáng tạo. Chính sự sáng tạo sẽ giúp chúng ta biến những nội dung và công nghệ đó tạo thành cái bản sắc riêng của chúng ta. Xu thế phát triển của truyền thông số, sự bùng nổ của mạng xã hội đã gia tăng áp lực cạnh tranh lên các loại hình báo chí phát thanh truyền hình truyền thống. Thói quen đón nhận thông tin của người dân có sự thay đổi mạnh mẽ. Để bắt nhịp với xu thế phát triển chung ấy, năm 2021, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An xây dựng và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án phát triển Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An theo hướng chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025. Đây là tiền đề quan trọng để NTV thay đổi nhận thức, tư duy và hành động về mọi mặt, từ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, công nghệ đến nguồn nhân lực chất lượng cao. Cái điều rất là quan trọng trong quá trình chuyển đổi số đó là cái sự hồi tụ, kết nối, chia sẻ tài nguyên giữa các cái bộ phận. Cái sự kết nối và chia sẻ này nó sẽ tạo cái sự lan tỏa, nhưng đồng thời á thì nó lại tiết kiệm được cái nguồn tài nguyên. Rồi là xây dựng cả cái quy trình vận hành theo hướng toàn hoàn hồi tụ. Thì như thế thì quá trình sản xuất nó sẽ có sự thống nhất xuyên suốt. Hệ thống các nền tảng số của đài hiện nay gồm có trang thông tin điện tử truyền hình Nghệ An.vn có 75 triệu lượt truy cập, hai kênh YouTube truyền hình Nghệ An, Nghệ An TV có trên 550.000 lượt đăng ký, mỗi tháng thu hút hơn 5 triệu lượt xem và 10.000 lượt đăng ký. Hai trang fanpage truyền hình Nghệ An TV đã có hơn 220 triệu lượt tiếp cận với 20 triệu lượt tương tác, hơn 210 triệu lượt xem video. Một kênh TikTok được thành lập từ giữa năm 2021 đến nay đã có 230.000 lượt đăng ký, 2 triệu lượt thích. Một app NTV Go đã có 20.000 lượt cài đặt. Bản tin số của Đài Truyền hình Nghệ An rất là hấp dẫn. Việc tôi xem ở trên các cái bản tin số trên hạ tầng mạng thuận tiện hơn rất là nhiều và tôi có thể là xem lại lúc là rảnh rỗi. Tiền thân là một trang tin điện tử ra đời từ năm 2008. Sau hơn 14 năm, báo Nghệ An điện tử đã vươn lên mạnh mẽ với nhiều lần chuyển đổi, nâng cấp nhằm đáp ứng tốt hơn công tác chính trị tư tưởng, truyền thông báo chí mà Đảng, Nhà nước và nhân dân mong đợi. Cùng với thay đổi giao diện thì báo Nghệ An cũng nâng cấp phiên bản app báo Nghệ An trên Android và iOS nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của độc giả. Hiện nay thì báo Nghệ An đang xây dựng một cái đề án chuyển đổi số gắn với đổi mới toàn diện về nội dung các ấn phẩm của báo Nghệ An. Trong cái quá trình đó thì chúng tôi cũng đã đẩy mạnh đầu tư công nghệ và vừa rồi thì chúng tôi có báo Nghệ An đã, điện tử đã thay đổi cái giao diện mới. Cái giao diện báo Nghệ An điện tử thì được thiết kế một cách hiện đại, lấy độc giả làm trung tâm và có những cái ứng dụng mới. Tạp chí Sông Lam trong thời gian gần đây cũng đã có bước chuyển mình mạnh mẽ về chuyển đổi số. Hiện tạp chí là một trong số ít tạp chí địa phương xuất bản cả hai loại hình, điện tử và bản in. Được Bộ Thông tin Truyền thông cấp phép hai loại hình, trong đó có loại hình tạp chí điện tử. Và từ đây thì chúng tôi xây dựng những cái thay đổi trên cái nền tảng cũ chỉ là một cái website, thì chúng tôi sẽ mở rộng giao diện, rồi là thiết kế, rồi các cái phương thức tiếp cận mới đối với lại độc giả, đến gần hơn với độc giả. Trong công cuộc chuyển đổi số, báo chí truyền thông đóng vai trò quan trọng với sứ mệnh tuyên truyền đúng đắn, đầy đủ, kịp thời về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tạo sự đồng thuận, niềm tin xã hội, tạo nội lực để thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời báo chí cũng là một lĩnh vực trong xã hội sẽ phải tiến hành chuyển đổi số theo xu thế phát triển chung, thậm chí sẽ phát triển thành một ngành kinh tế truyền thông số.